Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu chân dung của người vẽ bản đồ Dinh Độc Lập, cựu chiến binh Phạm Duy Đô. Quê hương Thái Bình tự hào với rất nhiều những anh hùng đã có những đóng góp to lớn trong những cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam năm 1975, người anh hùng Phạm Duy Đô khi ấy đã được nhắc đến với một nhiệm vụ rất đặc biệt. Ông chính là người lính trinh sát với nhiệm vụ vẽ lại bản đồ Dinh Độc Lập, tư liệu hóa một trận chiến và đó cung cấp một tư liệu quý giá của trận chiến lịch sử vào năm đó. Giây phút lịch sử huy hoàng của dân tộc, chiếc xe tăng đâm đổ cánh cửa Dinh Độc Lập. Năm 1973, để chuẩn bị cho giờ phút lịch sử huy hoàng ấy, một tấm bản đồ chiến lược về Dinh Độc Lập đã được bí mật vẽ lại bởi một chiến sĩ. Đó chính là cựu chiến binh Phạm Duy Đô, cũng chính là người chiến sĩ năm nào cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay mừng chiến thắng ở Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Phạm Duy Đô khi ấy là một chiến sĩ trẻ mới 24 tuổi. Được cấp trên giao nhiệm vụ, ông cải trang thành lính ngụy, trà trộn vào lực lượng của quân địch, âm thầm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ. Ông cho biết, ban ngày tôi cứ đi vòng quanh Dinh Độc Lập, vừa đi vừa đếm bước chân. Gặp lính của nó thì có khi phải mời điếu thuốc, thậm chí là mời đi nhậu nữa. Xong rồi đi đến đâu phải quan sát, phải nhớ lấy xem nó bố trí lực lượng, chòi canh ở đâu, thế nào. Cứ điểm Quang Trung, cứ điểm Thủ Đức, rồi cứ điểm Đại sứ quán của địch, phải nhớ hết để vẽ lại. Ngày thứ 16 trong nhiệm vụ trinh sát, ông hoàn thành tấm bản đồ. Tấm bản đồ là tài liệu đóng vai trò rất quan trọng cho việc xây dựng chiến lược giải phóng miền Nam năm 1975. 16 ngày nằm vùng, từng nét bút được ông vẽ nên trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Cái đèn pin rọi bé tí 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 như thế này rồi vẽ. Người bên cạnh ngủ cũng không biết, phải đợi người ta ngủ rồi tôi mới vẽ. Hôm nay vẽ chưa xong thì gấp lại cất đi dưới gầm giường, gầm bàn. Bí mật hơn nữa thì gấp lại giấu cả trong quần lót, mà quần lót ngày ấy giống như cái quần xà lòn, có cái túi nhỏ. Phải bí mật đến mức như thế, cựu chiến binh Phạm Duy Đô đã bồi hồi nhớ lại. Hai năm sau, cuộc tổng tấn công giải phóng miền Nam bắt đầu. Vì là người nắm rõ địa bàn chiến lược của địch, nên ông lại trực tiếp được giao nhiệm vụ dẫn đường cho lực lượng của ta tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập. Ông đã kể lại, xe tăng của đồng chí Nghệ đâm đổ cửa Dinh Độc Lập. Sau đó tôi cũng vào và trực tiếp bắt toàn bộ nội các trong đó đầu hàng. Sau đó thì tôi chạy lên trên rút lá cờ cắm vào cây gậy, phất cờ báo an toàn cho đồng đội. Đất nước hòa bình, hơn 30 năm nay, ông cần mẫn với công việc bảo vệ cho một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Đồng lương bảo vệ chẳng đáng bao. Xưa thì vài cân gạo, những năm gần đây thì được vài trăm ngàn đồng một tháng. Khi nhập ngũ xưa kia thì ông cao tới 1m7, nhưng đến khi có tuổi, do ảnh hưởng của những vết thương nên cơ thể ông co rút xuống, trở thành người thấp bé như hiện nay. Nhưng người anh hùng năm ấy vẫn âm thầm cống hiến theo cách riêng của mình. Tôi bây giờ sức khỏe không còn nhiều, làm giàu thì tất nhiên không được. Mình làm vì niềm vui sống và còn sức thì còn cống hiến. Đó là lời chia sẻ của cựu chiến binh, người anh hùng Phạm Duy Đô. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.